Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1 đã ký thỏa thuận dài hạn, cho phép công ty khí đốt nhà nước của Bulgaria tiếp cận mạng lưới trung chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng, LNG, của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một động thái nhằm đảm bảo nguồn cung thay thế sau khi Nga siết nguồn cung khí đốt tới châu Âu. Thỏa thuận kéo dài 13 năm giữa công ty khí đốt nhà nước Bulgaria của Bulgaria và công ty khí đốt nhà nước Bota của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép Bulgaria sử dụng mạng lưới của Bota để vận chuyển khí đốt. Bộ Năng Lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bulgaria sẽ được cấp quyền tiếp cận các cảng LNG của Thổ Nhĩ Kỳ và cơ sở hạ tầng truyền tải nội địa. Theo Bộ trưởng Năng Lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Dönmez, thỏa thuận này sẽ cho phép Bulgaria vận chuyển khoảng 1,5 tỷ m3 khí đốt mỗi năm và sẽ giúp tăng cường an ninh nguồn cung khí đốt ở khu vực Đông Nam Châu Âu. Nhờ thỏa thuận này, chúng tôi đảm bảo khả năng mua khí đốt từ tất cả các nhà sản xuất quốc tế và giữ khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi thuận tiện nhất cho chúng tôi về mặt logistics, ông Dönmez cho hay. Về phần mình, Bộ trưởng năng lượng Bulgaria Rosen cho biết, với thỏa thuận này, Bulgaria đang đảm bảo cơ hội mua khí đốt từ tất cả các nhà sản xuất trên thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ là nơi phù hợp nhất với Bulgaria về mặt hậu cần. Bulgaria là một thành viên thuộc EU, nước này trước đây gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt của Nga. Tuy nhiên đã bị Nga cắt buồn cung sau khi từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng ruble vào tháng 4 năm 2022. Nhập khẩu khí đốt hoặc LNG qua đường ống dẫn của Nga không bị cấm ở EU nhưng khối này đang đặt mục tiêu loại bỏ chúng vào năm 2027, sớm hơn 8 năm so với thời điểm kết thúc thỏa thuận giữa BOTA và Bungary. IGIS dẫn các nguồn thạo tin cho hay, theo thỏa thuận, Bungary sẽ được tiếp cận mạng lưới trung chuyển khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ và sử dụng cơ sở hạ tầng của BOTA để vận chuyển khí đốt.